quý anh chị nhà đầu tư chào mừng quý anh chị nhà đầu tư trở lại với video nhận định một cổ phiếu hàng ngày của em thư à, đến hẹn lại lên thì em thư lại tiếp tục ra một cái video để phân tích về mã cổ phiếu và hôm nay thì em thư sẽ phân tích về nhóm dầu khí cũng như là các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành này anh chị mình theo dõi video có thể là cho em thư xin một nút like cũng như là mình đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh chi mua của trịnh phát ạ à. ngoài ra thì nếu như mà anh chị có những cái mã cổ phiếu mình quan tâm mình thắc mắc thì có thể là comment bên dưới thì em thư sẽ hỗ trợ giải đáp cho quý anh chị anh chị mình theo dõi video đừng quên là thả những cái quả tim một tí mình giúp phần bình luận để tăng cái độ tương tác cho video ngày hôm nay Và để không làm mất thời gian của quý anh chị nữa thì em thư xin phép được đi vào cái nội dung phân tích Trong cái phiên ngày hôm nay thì nhóm dầu khí của mình điều chỉnh giảm 0.86% Đối với nhóm dầu khí thì em Thư đánh giá là trung lập hơn chị à, Tích cực thì cũng không hẳn là tích cực mà tiêu cực thì cũng không hẳn là tiêu cực Tại vì hiện tại là nhóm dầu khí trong phong daily cũng như trong khung tháng thì nó đang tiệm cận là cái vùng cản giao găm ở phía trên nè à nên là những cái chị nào mình đang nắm giữ một cổ phiếu dầu khí thì có thể là cân nhắc khi mà mặt cổ phiếu của mình nó tiến về các cái vùng cản thì mình sẽ chủ động mình cơ cấu mình hạ bớt tỷ trọng anh chị nhé còn à, tiêu cực thì cũng không hẳn là tiêu cực à, bởi vì trong cung daily là nhóm dầu khí của mình nó vẫn nằm trên các cái mức hỗ trợ thôi nên cái xác suất để mà nó giảm sâu thì em thư không đánh giá cao nếu mà anh chị muốn tham gia thì có thể là cân nhắc à, khi mà mặt cổ phiếu của mình nó điều chỉnh về các cái vùng hỗ trợ bên dưới thì có thể là cân nhắc tham gia lấy tỷ trọng được anh chị Thì một số mặt cổ phiếu uh, có thể là lưu ý được uh, đối với những dầu khí thì đầu tiên là BSR BSR thì mã này thì uh, về mặt dài hạn em thấy là tương đối ok để cho anh chị mình tham gia vào Biểu đồ kỹ thuật tương đối là ổn uh, Được hỗ trợ bởi chi cũng như là có hỗ trợ dân công bên dưới, mã này thì em thấy tương đối là tốt để cho anh chị mình uh, tham gia về mặt vị thế dài hạn Còn về mặt vị thế trung hạn thì anh chị lưu ý là sắp tới BSR của mình nó đang có cái vùng cải giao găm 20.7 20.7 do đó nếu như mà mình đang nắm giữ một cổ phiếu PSR thì mình lưu ý khi mà nó tiệm cận vào cái vùng này thì mình có thể là cân nhắc uh, chủ động mình cơ cấu một phần cho nó an toàn, sau đó cái phần còn lại sẽ tiếp tục nắm giữ cho nó uh, vượt được cái vùng cảnh sau đó nó điều chỉnh rung rủ thì mình sẽ uh, cover lại anh chị nhé còn mà anh chị mình muốn tham gia mua mới thì một là chờ nó vượt cản hai là chờ nó test lại các cái vùng giá bên dưới cái vùng giá 18 thì hạn tham gia chứ hiện tại mà anh chị mình mua mua vào thì uh, cái phần lợi suất của mình cũng chưa thực sự hấp dẫn đâu chỉ đâu đó hơn 5% phần trăm anh chị ha nên là anh chị mình muốn tham gia thì có thể là cân nhắc tuy nhiên thì những anh chị mình đang nắm giữ với vị thế dài hạn rồi thì mình cứ bỏ qua những cái sự điều chỉnh trong uh, chung cũng như ngắn hạn thôi À, về mặt ngắn hạn trong khung daily thì à, cái phiên ngày 20 tháng 2 mà cổ phiếu PSR của mình nó không bước được không vượt được cái vùng cản 19 chín chín anh chị sau đó thì à, trong phiên hôm nay thì tiếp tục điều chỉnh nè mã này thì anh chị nào mình muốn tham gia thì em nghĩ là mình nên chờ nó điều chỉnh về các cái vùng giá 19.2, 19.10 thì có thể là cơ nha cân nhắc lấy vị thế được chứ hiện tại mình mà chờ nó vượt cái vùng 19.95 thì nó sẽ tiếp tục gặp cái vùng cản giao găm 20.7 trong khung tuần thôi nên là mình có thể là cân nhắc chờ nó rung đủ điều chỉnh về các cái vùng giá hỗ trợ bên dưới để mà mình tham gia lấy vị thế còn hiện tại thì con này em cũng chưa có khuyến nghị tiếp theo là về PVD. trong khung tháng thì có thể thấy được là BVD của mình hiện tại nó đã, đã về là cái vùng đỉnh cũ trong quá khứ của nó rồi anh chị và cũng đang tiệm cận là cái vùng cản giao găm 3168 nè thì anh chị nào mình nắm giữ thì mình cân nhắc ha khi nào mà tiệm cận là cái vùng cản này thì có thể là cân nhắc mình chủ động mình hạ bớt tỷ trọng còn hiện tại thì cũng không có vấn đề gì còn anh chị mình muốn tham gia với vị thế dài hạn thì hiện tại em không có kiến nghị bvd đâu bvd hiện tại thì nên chờ thêm nếu mà mình muốn tham gia vị thế dài hạn anh chị nhé trong khung tuần thì có thể thấy được là bvd nó đang vô cái đà xu hướng tăng rồi con này thì anh chị nào đang nắm giữ thì có thể là cân nhắc chút lời thôi còn mà điểm mua vị thế trung hạn thì em uh, chưa khuyến nghị và mã này cũng chưa có điểm mua vào hiện tại thì tên cam của cái đang cách tương đó là xa hai cái vùng giá uh, gom bên dưới nên là cũng không có khuyến nghị cho anh chị mình tham gia đu những cái vùng giá cao như này uh, về mặt chung uh, về vị thế trung hạn ha còn về mặt ngắn hạn thì hiện tại là BVD của mình nó đang rung đủ điều chỉnh uh, về các cái vùng giá hỗ trợ 28.3 28.3 nên là anh chị nào mình có quan tâm đối với một cổ phiếu này thì có thể cân nhắc quanh các cái vùng giá 28.3 để mà mình tham gia lấy vị thế <laughs> trong cái vùng 28.3 đến 27.9 anh chị nhé đây là hai hai cái vùng mà anh chị có thể là cân nhắc tham gia lấy vị thế được đối với BVD à vị thế ngắn hạn anh chị còn về trung hạn thì em không có kiến nghị cho anh chị mình tham gia đâu Ok thì đây là góc nhìn của em Thư đối với mã cổ phiếu VSR cũng như là một cổ phiếu PVD và nhóm uh, dầu khí. Rất cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Uh, chúc anh chị mình sẽ có một cái buổi tối thật là vui vẻ và hẹn mọi người ở những cái buổi video tiếp theo. Nếu anh chị mình thích cái cách tư vấn của em Thư thì có thể là về với đội em Thư bằng cách là mở một cái tài khoản chứng khoán mới tại ai với ID là 2606 và mã giới thiệu là Y550014. Còn anh chị mình đã là khách hàng của SSI rồi mà mình uh, Um, chưa có người đồng hành chưa có đầu đầu tư thì có thể là về báo đầu em thư bằng cách là chuyển ID về ID 2606 anh chị nhé. Anh chị mà mình muốn tham gia trực tiếp vào cái room um, tín hiệu của ITB thì có thể là liên hệ trực tiếp cho em thư. Uh, còn anh chị là mình muốn tham gia vào room cộng đồng thì có thể là nhắc một cái đường link bên dưới phần bình luận thì em thư uh, trong cái room này thì em thư sẽ nhận được thị trường hàng ngày cũng như là mình sẽ lâu uh, lâu sẽ bật mí vài mã để cho anh chị mình lướt lát. Ok, cảm ơn anh chị mình rất nhiều. Hẹn anh chị mình ở những cái buổi video ngày tiếp theo.